chào anh em nhé. Bây giờ mình đang đón xe để đi vào Sài Gòn. Hôm nay quá giang nhờ xe đi vào Sài Gòn để nhận xe anh em ạ. Hôm nay thì đi nhờ chiếc Kaka. Hôm nay nhờ chạy nhanh tí hơi quá luôn. Bắn nhanh thế. Ôi giời. Anh thủng đấy mà. Đi qua quẹo cho cái dầu đạp đạp cái vườn cái cầu lon rồi. Đi qua cầu rác. Đây có chỗ làm vỏ. Giới thiệu anh em đây là anh Hải nhá. Chào. Anh Hải là chủ chiếc xe cát ca này đấy. Máy cumin 1 cam luôn à anh Hải. Cumin 1 cam hơi bị xịn sò đấy. Đỉnh nhất trong dòng cát ca đấy. Phải không anh? Trong để cái đời này thì cũng được 214 rồi, thì nói chung là cũng đỉnh rồi. 214 nhưng mà ý là cái máy cumin là ngon. Là nó, nhưng mà em vẫn chưa hiểu là nó hay hơn DD ở chỗ nào. Nó lợi dầu hơn à? Thứ nhất là lợi dầu, thứ hai là nó đi đường trường nó vẫn sướng hơn. Sướng hơn à? Khỏe hơn à? Nói chung là nó chạy ngọt hơn DD. À đấy à, anh Hải thì đang có chuyến hàng đi vào Sài Gòn, của mình thì hôm nay đi nhờ anh Hải vào để nhận xe trong Sài Gòn nha anh em. Đây, bây giờ là chuẩn bị vào đến thị trấn Cẩm Xuyên quê mình, nhưng mà quay lần trước rồi cho nên là bây giờ không quay đoạn này. Khi nào thì mình quay đoạn mình chạy phụ giúp cho anh Hải thì mình sẽ quay. Sau khi mà anh Hải vá vỏ xong thì mình chạy giúp cho anh Hải một đoạn thì đi qua thị trấn Voi, Hà Tĩnh. Cái nơi này cũng là một cái địa danh mà nổi tiếng, cũng nhiều người nhắc đến ấy. Anh em nào không biết thì chắc là phải tìm hiểu. Mình cũng nói sơ sơ đại loại là một cái nơi mà ngày xưa là cái phố đèn đỏ nổi tiếng ở dọc đường quốc lộ 1A này. Thì mình lẽ ra mình để vào trong kia quay, nhưng mà sau khi đi thì anh Hải có nói là chủ hàng sẽ, một là sẽ cho trả hàng ở trên Đà Lạt đấy, thì hai nữa là vào trong đâu đó Sài Gòn. Thì mình nghe được cái tin mà đi Đà Lạt thì mình cũng rất là phấn khích, thì cho nên là mình quay một chút hành trình ở trên cung đường quốc lộ 1A quê mình đây, rồi sau đó thì đi vào trong kia thì mình sẽ quay, dành cái thời gian để mình quay trên cung đường đèo của Đà Lạt. Mặc dù là mình cũng đi nhờ, nhưng mà anh em hiểu là mình không phải đi nhờ là đi nhờ không. Hầu như mình kiếm những cái xe nào anh em mà đi vào một mình sẽ đi nhờ để chạy phụ giúp cho anh em đỡ mệt luôn. Cũng là rất là thuận lợi cho các bác ở đi một mình. Có nhiều bạn, không phải nhiều lắm đâu, nhưng mà cũng có một hai bạn mà bình luận trên cái kênh của mình nói là anh kiếm xe nào mà đi suốt ngày đi nhờ thế nọ thế kia. Thực ra mình đi nhờ đây là các bác ấy còn rất là vui vì mình còn chạy phụ cho người ta đấy. Bạn nào mà không biết thì mình nói qua đây để anh em hiểu ra, chứ không phải mình đi nhờ ăn ké người ta không đâu. Mà đây là mình phải cố gắng chạy phụ giúp đấy. Cố
cũng nhân tiện qua đây về cái việc mà mấy bạn ấy thắc mắc thì mình cũng giải thích thêm là hầu như tất cả những anh em nào mình quay xe của người ta là mình đã xin phép trước, chứ mình không có quay bừa bãi, kể cả đôi khi người ta ngồi ăn uống hay gì mình bây giờ mình cũng ra xin phép các bác là xin quay lấy một chút hình ảnh, ai đồng ý vui vẻ thì mình quay lên, còn ai không đồng ý không vui vẻ thì mình không quay. Anh em nên hiểu rõ về cái vấn đề mà quay phim trên YouTube là mình rất là kỹ lưỡng về vấn đề đó. Có một số bạn thì một số nhỏ thôi, một hai bạn thôi cũng để lại cái bình luận đấy là anh kiếm xe mà đi đi, cũng câu nói tương tự đấy, suốt ngày đi ăn ké người ta rồi lọ kia đấy, nhưng mà thực ra là người ta mời mình đi ăn, đôi khi mình cũng anh em mà đi ăn quán các thứ đều là phải góp tiền với nhau hết, chứ còn không có phải là ăn không đâu. Đấy, mấy anh em mà hay bình luận đấy thì cũng nên xem xét lại nhá, mình nói sơ sơ như vậy thôi để anh em hiểu. Chuyến này vào Sài Gòn thì mình sẽ bắt đầu nhận xe rồi, anh em thì cũng nói bảo thích mình đi xe này đi xe kia, đi với người này đi với người kia, thì qua clip này là cũng là một cái hành trình mới này cho mình bắt đầu công việc chạy xe mới. Thì mình cũng nói thêm với anh em không đâu là bằng cái chiếc xe mình nhận và mình chạy cả, còn nếu mà được là xe nhà của mình thì nữa còn tuyệt vời hơn nữa, nhưng mà vì cái điều kiện kinh tế của mình chưa có để mình mua được một chiếc xe cho mình thì mình phải đi chạy thuê, mình không giấu giếm gì anh em cả, đi lái thuê. Thì nhưng mà giữa một cái chiếc xe mình nhận mình quản lý thì nó thoải mái hơn về mọi mặt, mình muốn ăn uống gì dừng nghỉ ở đâu để ăn uống gì để quay gì nó rất là thoải mái. Thế nên là đầu năm mình chọn cái công việc là chạy đi đánh quả. Đánh quả thì đương nhiên là mình nói với anh em là mình đi là hay quay phim đấy, anh em là thoải mái thì mình đi, mình có dặn dò trước đối với những anh em mà mình đi rồi. Đấy, qua clip này thì mình cũng nói thêm để cho nhiều bạn hiểu ra vấn đề, chứ không thì cũng nghĩ mình là đi rồi nói chung là quay lung tung đấy. Với lại bản thân mình cũng không hối hận về những cái gì mình đã lựa chọn, ví dụ như đầu năm công việc gì mình đã chọn để mình trải nghiệm những loại xe thì đối với mình đó là cái chọn lựa tốt nhất của mình cảm thấy là rằng mình không hối hận với những việc đó, mình đã được đi trải nghiệm những cung đường mới mà mình chưa từng được đi, ví dụ như là đèo Sông Pha hay chuyến này có thể là đi đèo Đà Lạt, trải nghiệm những cung đường mới rồi những cung đường Tây Nguyên thì nó không bị gò bó đối với công việc của mình. Thế cho nên là mình không có bao giờ hối hận về những cái chọn lựa của mình trong công việc trong thời gian vừa qua, hơn nữa là mình có rất là nhiều thời gian để nghỉ ngơi bên gia đình nữa. Như anh em có thể thấy là có cái clip mình đi chạy xe đánh quả sang Trung Quốc vào mùa dịch, đó cũng là một cái sự chủ động của mình, sự nói chung là chuẩn bị của mình để mình đi sang Trung Quốc để mình trải nghiệm những cái công việc chạy xe như thế, để làm nói chung là thực chất nhất để gửi đến anh em xem, hoặc là đi vào để cách ly. Những ngày đấy những người mà người ta chuẩn bị đi cách ly người ta rất là ngần ngại để mà đi cách ly trong trung tâm về những cái dịch bệnh, thì mình muốn đi để mình gọi là làm những cái clip rằng là không có gì đáng sợ cả để mọi người cùng đi. Thế cho nên là đó đó là một cái thời gian mà trải nghiệm thú vị, rất là thú vị đối với mình. Thế cho nên là mình nghĩ lại là đôi khi mình công việc chạy xe nó chưa được như ý, nhưng mà ngược lại mình đã có rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị khác từ những cái chiếc xe mình đã chạy qua cho đến những cái nơi mình đến. Đấy, thì mình dành cái thời lượng của cái video này cũng tâm sự về cái thời gian đã qua và cái dự định sắp tới chạy xe của mình để anh em cùng đón đợi. Một chút nữa thì mình chạy hết cái đoạn đường này thì sẽ đến với cung đường mà đèo ngang giáp với địa phận Quảng Bình, thì cũng là cái kết thúc của cái hành trình mà đi trên đất Hà Tĩnh quê mình. Thì cái đoạn đường này mình chưa từng quay, hôm nay mình quay qua một chút cung đường quê mình và tâm sự đôi chút về cái công việc dự định sắp tới cũng như là những cái gì mình đã làm trong thời gian vừa qua để anh em cùng hiểu thêm về những cái gì mình đã làm. Thì rất là mong thời gian tới đây mình khi mình nhận xe rồi anh em vẫn tiếp tục ủng hộ cho mình và
mình hy vọng rằng là mình có nhiều thời gian để mình làm nhiều những cái clip mà theo đúng ý mình mong muốn hơn. Tới đây thì mình sẽ ra nhiều tập nói về cái quá trình bắt đầu vào nghề tài xế của mình, để cho những anh em mà trẻ trẻ chưa học nghề lái xe sẽ có cái cách mà chọn lựa công việc, nếu mà muốn đi làm lái xe thì bắt đầu từ đâu và bắt đầu học việc như thế nào, thì mình sẽ dành cái một số tập để mình nói về vấn đề đấy, cho đến quá trình mà mua xe ben rồi bắt đầu là chuyển sang lái container của mình như thế nào, thì mình sẽ làm những cái về nghề của mình như thế, và làm thêm, nói chung là chia sẻ một số kỹ năng cho anh em để anh em khi đi trên đường an toàn hơn. Đấy là dành cho những anh em mà mới bắt đầu vào nghề thôi. Còn đối với những bác mà gọi là kỳ cựu trong nghề thì mình không dám chia sẻ cái đó. Có thể là mình sẽ giao lưu cùng với những bác tài mà nhiều tuổi để các bác chia sẻ kinh nghiệm về nghề. Nói thật là các bạn, là những bác mà nhiều tuổi thì các bác rất là khiêm tốn, ít khi mà chia sẻ ra lắm. Các bác ấy rất là ngại vấn đề chia sẻ về kinh nghiệm, vì người ta nghĩ rằng nghề cầm lái chỉ khi nào mà buông vô lăng về nhà thì mới gọi là an toàn, mới gọi là nói hay được. Cho nên bản thân mình không bao giờ muốn chia sẻ lên, vì bây giờ đang còn cầm vô lăng đi trên đường. Nếu mình an toàn thì các bạn nghĩ là mình chia sẻ là đúng, nhưng vô tình mình mà gặp một cái gì đấy nó không an toàn thì các bạn ấy bảo hôm trước vừa mới chia sẻ kinh nghiệm xong, hôm nay gặp tai nạn hay cái gì đó thì nó sẽ rất là khó xử. Thôi, cuối cùng thì mình cũng xin kết thúc clip tại đây nhá anh em. Xin cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian vừa qua. Xin tạm biệt anh em.